Cũng trong hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành tổ chức hội nghị tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa và kỹ năng truyền thông cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn huyện. Tại hội nghị tập huấn, lực lượng tuyên truyền viên được truyền tải các thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, ghi nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các ấp khu phố. Ngoài ra, các báo cáo viên còn triển khai các chuyên đề về phòng chống rác thải nhựa và kỹ năng truyền thông về môi trường cho tuyên truyền viên nòng cốt, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý chất thải, quản lý môi trường trên địa bàn trong thời gian tới.